Lunar New Year's Eve, our association members from around the world had the immense honor to celebrate the start of the Year of the Ox with Supreme Master Qinghai at an international gathering. During a festive barbecue earlier that evening, Supreme Master Qinghai joined our Olaxese or Vietnamese association members in a song to herald the spring. Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống trời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hát ra mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời. Kia trong vạt nắng, thăm tô trời xanh, thăm tô trời mây chim tung cánh hát vui đón mừng mùa nắng tươi rạng. Ta nghe gió về lòng thiên hạ như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sầu thương xóa mờ cho yêu đời càng thêm chan chứa, entertainment that followed lasted well into the first hours of Lunar New Year's Day. They were as diverse in genre as the cultures in which they originated, including China, Formosa or Taiwan, Mongolia, South Korea, and Olac or Vietnam. In addition, there were more performances presented through live video streaming from our association members around the globe. At the conclusion of the festivities, Supreme Master Qinghai shared some profound words of encouragement that our association members took to heart. We now invite you to view this rebroadcast of the live 2009 Lunar New Year celebration with Supreme Master Qinghai and our association members. Có những giây phút thật tuyệt vời bên bàn nướng BBQ.
Và giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu chương trình Đại Gia Đình Thế Giới Liên Hoan đón chào năm mới. Và xin kính mời sư phụ và các quý đồng tu hãy cùng thưởng thức và hát lên những giai điệu hạnh phúc để đón chào một năm mới thật an lành và thật nhiều ân điển. Very good idea. Nhân dịp năm mới, chúng con thành tâm kính cẩn chúc Tết sư phụ và các vị thánh nhân trên khắp thế giới chúc mừng một năm mới ăn chay và sống xanh. Be best, go green. And save the planet.